Sự thất vọng chiếm lĩnh tâm trạng của người hâm mộ Arsenal sau khi đội bóng yêu thích của họ thất bại, chấm dứt chuỗi trận bất bại vào cuối tuần qua. Đội quân của huấn luyện viên Mikel Arteta đã không thể giành chiến thắng trước Newcastle do một pha bóng tranh cãi và quyết định gây nhiều ngờ vực từ phía trọng tài. Trận đấu tại sân St. James Park đã chứng kiến một Arsenal không thực sự nắm bắt được trận đấu, với một hàng công thiếu đi các giải pháp tấn công linh hoạt, nhất là khi Gabriel Jesus không thể tham gia do chấn thương, trong khi Gabriel Martinelli và Bukayo Saka bị đối phương khóa chặt. Eddie Nketiah, mặc dù có nỗ lực, nhưng lại không phải là tiền đạo có khả năng làm chủ tình hình một cách độc lập. Arsenal, mặc dù mạnh trong các tình huống cố định, không thể luôn dựa vào chúng để phá vỡ thế bế tắc. Thất bại này đánh dấu sự kết thúc của chuỗi trận bất bại của Arsenal tại giải ngoại hạng Anh. Mặt khác, Sevilla, đối thủ của Arsenal, lại đang đối mặt với những lo ngại lớn hơn khi họ mới chỉ có 3 chiến thắng kể từ đầu mùa và đứng ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng La Liga. Trận đấu tại châu Âu không phải là ưu tiên hàng đầu đối với họ, và sau khi đã thua Arsenal ở lượt đi, khả năng để Sevilla có thể lấy điểm trong trận tái đấu tại Anh là không cao. Arsenal, dù đã mất đi chuỗi trận không bại, vẫn giữ vững phong độ tại sân nhà với việc chưa thua trận nào tại sân Emirates mùa này. Tuy nhiên, họ cũng đang đối mặt với những vấn đề về lực lượng khi Gabriel Jesus và Thomas Partey đều đang chấn thương. Bên cạnh đó, Emile Smith Rowe cũng không thể ra sân, giảm bớt sự lựa chọn cho huấn luyện viên Arteta.